âm nhạc đến bệnh viện có một hoạt động lúc đầu rất là vui, và đây chính là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ và mong muốn ngày hôm nay đến tất cả các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ hoặc các bác, là chúng ta hãy thử, đúng không ạ? Thì cái hoạt động này mang tên là Yoga Cười. Ở đây có bác là có từng nghe là Yoga Cười không ạ? Hình như con bé nào vừa nói là có. Thôi không sao. Thì trước khi mà cháu triển khai cái hoạt động Yoga Cười này, mong muốn đưa đến cái gì các bác và các cô, các chị, mọi người sẽ có cái gì sau khi mình tham dự cái này? Nó là gây ra cái tiếng cười của mình một cách có tập luyện. Và hôm nay bây giờ nó sẽ đi theo cái mục đích của chương trình Ma Âm Nhạc Đến Bệnh Viện, là đưa âm nhạc đến để đổi lại những nụ cười tươi thắm nơi đây. Thì Yoga Cười cũng vậy ạ. Tức là các bác và các cô chú mình sẽ có một trải nghiệm về nụ cười, đúng không ạ? Các bác có thật sự mong muốn không ạ? Dạ vâng. Cười là người... Vâng, rất tuyệt vời. Thế thì bây giờ mình cũng thử luôn ạ. Bởi vì cái bộ môn Yoga Cười này là bộ môn rất là mới. Đó là một phương pháp trị liệu, chứ không phải là một phương pháp tập luyện thông thường đâu ạ. Nên là các bác cứ thử là xem cho mình cảm giác nó như thế nào so với khi mình cười thật nào, đúng không ạ? Các bác ủng hộ cháu cắn. Trước khi mà chúng ta sẽ có bài tập Yoga Cười thì chúng ta sẽ có một trò chơi mang tính chất là tập thể. Trò chơi này mang tên là vỗ tay theo hiệu lệnh. Các bác thử đúng không ạ? Bây giờ đơn giản thôi, mình hãy giơ tay cao lên ạ. Đúng không ạ? Miễn là mình vỗ. Trò chơi này mang sau, nó có tên gọi được là chắn lẻ. Vỗ, lẻ, không vỗ. 1 3 5 3 5 rồi 6 1 3 5 7 9 11 rồi, rất tuyệt vời. 6 đấy, luật là các bác vỗ là vỗ theo hiệu lệnh, nhưng mà cũng phải tư duy một tí. Rồi, bây giờ 6 8 10 12 14 17 rồi đấy. Thế này nhé.